Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh cũng vừa đến trao tiền hỗ trợ mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Tiền hỗ trợ mái ấm được trao cho bà Hà Thị Kim Oanh, đoàn viên công đoàn trường mầm non thị trấn Vĩnh Thạnh, bà Đinh Thị Thắm, đoàn viên công đoàn trường tiểu học Thạnh Lộc 1 và bà Trần Thị Thúy, đoàn viên công đoàn trường mầm non Thạnh Lộc 2. Mỗi hộ được nhận hỗ trợ 40 triệu đồng, kinh phí từ quỹ Tấm Lòng Vàng Công đoàn thành phố Cần Thơ.